Ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin kết quả đại hội. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8 chủ trì họp báo. Dự họp báo thông tin kết quả đại hội còn có 4 đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, gồm đồng chí Phạm Tiến Nam, đồng chí Đinh Khắc Đính, đồng chí Bùi Thị Thơm, đồng chí Nguyễn Xuân Định. Ngoài việc thông báo kết quả đại hội 8, nhiệm kỳ 2023-2028, các lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân cũng đã trả lời những câu hỏi do phóng viên các báo đài đặt ra. Đặc biệt khẳng định lại vai trò vô cùng quan trọng của người nông dân trong mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nông dân thì không chỉ là kinh tế. Chúng ta làm tốt thì người nông dân không chỉ là hỗ trợ về kinh tế mà những người nông dân còn là có vai trò hết sức là quan trọng trong cái việc như đồng chí nói là duy trì cái bảo đảm quốc phòng an ninh. Và chúng ta thấy rằng là trong suốt cả quá trình thì người nông dân đã tham gia rất tích cực vào cái công tác đó. Các đồng chí thấy rằng là các cái thông tin của chính người nông dân tham gia và mang lại thì cũng góp phần rất lớn trong cái việc đó. Cái thứ hai rằng là không chỉ đơn thuần là kinh tế, không chỉ đơn thuần là bảo đảm quốc phòng an ninh mà người nông dân còn là những người hết sức quan trọng trong cái việc mà giữ gìn, phát huy và trao truyền những cái nét văn hóa đặc trưng của dân tộc chúng ta. Có thể nói là đấy là cái rất là rõ. Chứ còn thì cái văn hóa nấu nước, văn hóa truyền đời của chúng ta có thể nói là xuất phát từ nông dân. Và chính những người nông dân là những người đang làm rất tốt cái việc mà phát huy, giữ gìn và trao truyền cái nét văn hóa đó. Vai trò của người nông dân ở nông thôn thì đã được Đảng, Nhà nước khẳng định và nói rất nhiều lần. Nông nghiệp dân thôn là trụ đỡ của nền kinh tế, và nông nghiệp nông thôn là trụ đỡ của nền kinh nông nghiệp nông dân nông thôn là trụ đỡ của nền kinh tế, thì là cái này đã được Đảng khẳng định rất là rõ. Sự thành công của Đại hội 8 Hội Nông dân Việt Nam là lời cổ vũ ý nghĩa và kịp thời tới từng hội viên nông dân trên cả nước. Đây cũng là bước đệm quan trọng để người nông dân tiếp tục học hỏi và phát huy những giá trị vốn có của mình trong thời đại mới.